đi xe ô tô mà bạn vẫn chưa có thùng đựng đồ cốp sau của xe ô tô thì thật là lãng phí. Bạn đang tìm và không biết mua ở đâu, hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn địa chỉ rất tin cậy ở trên Shopee, giá là 325.000 đồng một chiếc, da rất đẹp, bây giờ chỉ còn 142.974 đồng. Bạn nào muốn mua thích sản phẩm này thì hãy kích vào đường link mình để phần mô tả. Mình đang dùng thấy rất hợp lý.